Hello anh em và mọi người. Ok, chào mừng anh em và mọi người đã trở lại với cả con game đó chính là Sun Win nha các bạn nha. Thì hôm nay mình lại lên chơi với cả anh em và mọi người. Ôi trời. Hấu lót luôn, cảm ơn Tài Bụi, cảm ơn Đổi Người thay. Chị em đó chính là Mon của chúng ta nha các bạn nha. Lâu cũng gãy thôi chết rồi. Mon này giọng nó điệu vãi cứt luôn. Cảm ơn anh Đại, Lộc Em, cảm ơn 268, thôi. Ba gì? Đôi dép rồi anh ơi. Y như rằng tứ xong là nó dép. Lỏ luôn. Con cây mà lỏ hết trơn như vậy. Thôi anh trốn luôn hả? Sao vậy? Mới có con cây mà trốn rồi. Đi đâu? Đi đâu bỏ em muốn chơi dơ giữa dòng đời. Sao đẩy? Vãi thật. Gai rút tiền hả Tùng Quang? Cảm ơn anh Bóp. Cảm ơn Đổi Thay. Chắc vậy quá. Cảm ơn Linh Trang. Đúng không anh Hồng? Cảm ơn Áo Cưới Lọc Em nha. Ấy thật rút hả? Ồ hay vậy ta. Thôi nào không có chọc anh. Thôi nguyên vị hay gì, nguyên vị nè anh ơi, sắp đôi ơi. Ok, đừng nói ba trắng nữa, là sao, là anh có đánh cái gì? Anh đi thiệt hả trời, đi thiệt hả? Sắp đôi tay này thì mình sẽ đi lẹ được bạn đây. Ba trắng chứ sao. Nguyên vị rồi nè, 400 mờ em quýnh anh bây giờ. Mình sẽ đi lẻ luôn nha các bạn nhé. Tôi vừa mới nhận được một cái thông báo không vui từ bên YouTube. Còn mẹ bạn YouTube. Cảm ơn thua 400 mờ. Súc vật YouTube. Dạ ba đỏ hả? Nãy giờ em nói gì anh không nghe hả Xuân Quân? Em nói ba trắng nó xuất hiện nhiều. Mình đánh ba trắng đi. Súc vật YouTube anh em. Đừng có trách nhiệm với ba đỏ. Thiệt sao? Cảm ơn thua 400 mờ nha. Thì giờ ra hả? Cũng cái suy nghĩ đó không đó. Chừng nào nó ra rồi mình hả theo. Thôi thôi ba đỏ thiệt nè anh ơi. Hay giờ đánh okay. Hay giờ. Thì nó đã ra lẻ luôn nha anh em nha. Hay giờ cảm ơn 68. Nãy giờ nó không ra anh đánh cho nó ra luôn. Cầu đang dính ơi, theo mình nghĩ là như vậy. Không kịp lót luôn. Ba ăn được lẻ không? Anh đánh lẻ đúng không? Cảm ơn bờ hờ. Được là được rồi. Ra được ra hoài đúng rồi. Cảm ơn Biển Anh. Ok mình đi luôn 2M lẻ nha. Cảm ơn Linh Trang. Em quê ạ? Em quê ở miền Cầu Tây. Cầu đang dính. Miền Tây biết massage không em ơi? Nghe giọng không biết hả? Anh ở đâu mà không nhận ra giọng miền Tây? Người miền Tây thật thà. Em vui. Thương thì nói là thương. Vui. Sắp đôi luôn. Còn mẹ rồi. Nhà nó vào chẵn luôn đừng được quá. Đừng tứ nhưng mà có chẵn được không? Tại anh không lóc tứ cho nên anh kêu đừng tứ đúng không? Nhưng mà anh đánh lẻ đúng không? Chẵn sắp đôi mọi người. Không đánh lẻ giờ đánh chẵn hả? Cảm ơn chơi lớn. Xin gì? Dạ có đường cây tứ đỏ. Con này nó điệu chỉ lướt rồi nha. Anh đánh chẵn đúng không? Anh đánh lẻ ok. Anh đánh lẻ mà em cứ đọc là không đánh lẻ. Cảm ơn Đổi Thay, cảm ơn Hương con. Ngáo thiệt rồi, con mắt chá đà rồi. Cảm ơn Linh Trang ạ. Tới sau mình sẽ đánh nha các bạn nhé. Đây này chưa biết đánh cái gì. Cảm ơn Mom. Vui, cảm ơn Bảo Toàn. Ba đỏ rồi nè. Cầu 1-1. Tới lúc nó lên được hoài nè. Sư Worm ơi. Đơn rất có thể nó sẽ là cầu 1-1 các bạn ạ. Nhức đầu vậy chứ. Là có đánh hay không? Tại sao nhức đầu? Em nói nhiều anh nhức đầu hay là
Anh bỏ nó ra gì? Cái trước đánh thì nó ra sắt khô. Cái gì vậy ông ơi? Cảm ơn anh VTV Cáp. Ok chưa anh em? Tôi theo đúng cái cầu 11 của nó. Nếu mà ra chẵn xong rồi ra lẻ cái nữa là ai đẹp luôn, dừng luôn đấy. Nãy giờ em gỡ lại cho anh được miếng nào chưa? Thôi. Tứ trắng. Ok, tưởng ba trắng người. Chết cháu. Mình không lắp tứ bạn ạ. Cây tứ đỏ, cây tứ trắng rồi nha, đẹp nha. À, hiểu. Yêu không? Thì thôi như này cũng được đúng không anh em? Mọi người ơi. Cảm ơn ta này đánh lẻ nữa. Chết không luôn, một vợ hai con luôn. Tứ này. Ôi không ai đánh tứ hả mọi người? Không ai cho em mua tứ này. Cho em mua cái lọc tứ hả mọi người? Con này chắc chắn tên thật của nó là Huyền đấy nha. Cảm ơn Huỳnh phát tài, cảm ơn kiếm tiền ạ. Cảm ơn Hồng. I love you. Cảm ơn đổi thay, cảm ơn Bình. Anh Hồng còn đây nha. Khẽ con cật kìa. CV. Cây đầu luôn hả? Ok. Hay vậy ta. Cảm ơn bố yêu. Cảm ơn 999. Thôi. Lẻ ba trắng. Ba đi cũ mày. Bị đỏ điêu lơ rồi nè, nãy giờ ai hợp cầu em mua cho em mua lọc cuối nha mọi người. Ủa mày đăng kết nè. Đăng kết ba đỏ thì lại ra ba trắng chịu luôn. Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn Công. Lẻ ba trắng. Chúc cái hồi nãy giờ ai không hợp cầu em mua nữa thì hợp hơn với điêu lơ sao nha mọi người ơi. Ok, thôi thì cũng tạm tạm các bạn ơi. Thì mình cũng sẽ dừng cái video này tại đây đã nhá. Link tải game thì mình đã chia sẻ rồi, thì mình có để ở phần mô tả của video cho anh em và mọi người có thể giao lưu và chơi. Một game vẫn xui lô 63, tụi nên chịu luôn. Cái bố trong nhóm mà xui 5 hôm 63 về vẫn xui anh em. Thì ok, mình sẽ xin phép dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em và mọi người rất là nhiều luôn. Link tải game thì mình có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận rồi. Anh em nhớ nhấn vào đó để đăng ký và tải game giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha sau. Bye bye anh em.